thiên thạch nguy hiểm, Apophis, Bennu và hơn thế nữa. Từ ngày xưa, con người đã luôn ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao với sự kết hợp giữa kinh ngạc và một chút sợ hãi. Những ngôi sao lấp lánh, những hành tinh xa xôi và những thiên thạch bí ẩn đã luôn là nguồn cảm hứng và tò mò vô tận. Những câu chuyện cổ xưa về các thiên thể này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ, tạo nên một phần không thể thiếu của văn hóa và lịch sử nhân loại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du hành vào không gian rộng lớn, mang theo kiến thức và sự tò mò để khám phá những bí ẩn của vũ trụ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các thiên thạch như Apophis và Bennu, những khối đá khổng lồ đang trôi nổi trong không gian và những mối đe dọa tiềm tàng mà chúng có thể mang lại cho trái đất. Để hiểu rõ hơn về những vị khách đến từ vũ trụ này và ý nghĩa của chúng đối với tương lai hành tinh của chúng ta. Những thiên thạch này không chỉ là những khối đá vô tri, mà chúng còn chứa đựng những thông tin quý giá về sự hình thành và tiến hóa của hệ mặt trời. Các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu chúng để tìm ra những manh mối về nguồn gốc của sự sống và cách chúng ta có thể bảo vệ trái đất khỏi những mối đe dọa từ không gian. Chúng ta hãy bắt đầu hành trình với Apophis, một tiểu hành tinh gần trái đất. Apophis được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2014 và ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và công chúng. Được đặt theo tên vị thần hỗn loạn của Ai Cập cổ đại, Apophis mang trong mình một cái tên đầy ám ảnh và bí ẩn. Một cái tên phù hợp với danh tiếng của nó vì Apophis đã từng được dự đoán có khả năng gây ra một thảm họa toàn cầu. Mặc dù ban đầu, khả năng va chạm của nó khiến nhiều người lo lắng, với những dự đoán ban đầu cho rằng nó có thể đâm vào trái đất vào năm 2029. Nhưng sau khi quan sát và tính toán cẩn thận, các nhà khoa học đã có thể xác định rằng Apophis sẽ không gây ra một vụ va chạm thảm khốc vào năm 2029. Thay vào đó, nó sẽ bay qua trái đất ở khoảng cách an toàn, cho phép chúng ta có cơ hội quan sát và nghiên cứu nó một cách chi tiết hơn. Điều này mang lại cơ hội quý giá để hiểu rõ hơn về các tiểu hành tinh và cách chúng di chuyển trong không gian. Tuy nhiên, Apophis vẫn là một lời nhắc nhở về những mối đe dọa tiềm tàng từ không gian. Các nhà khoa học tiếp tục theo dõi và nghiên cứu các tiểu hành tinh khác để đảm bảo an toàn cho hành tinh của chúng ta. Công nghệ và kiến thức của chúng ta về không gian ngày càng phát triển, giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong tương lai. Hành trình của Apophis không chỉ là một câu chuyện về sự nguy hiểm, mà còn là một minh chứng cho khả năng của con người trong việc đối phó với những thách thức từ vũ trụ. Tiếp theo, chúng ta đến với Bennu, một tiểu hành tinh gần trái đất khác. Bennu không chỉ là một khối đá trôi nổi trong không gian, mà còn là một kho báu khoa học, chứa đựng những bí mật về sự hình thành của hệ mặt trời. Tiểu hành tinh này đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trên toàn thế giới. Họ tin rằng Bennu có thể chứa các hợp chất hữu cơ, những khối xây dựng của sự sống, và có thể cung cấp manh mối về nguồn gốc của nước trên trái đất. Tuy nhiên, Bennu cũng là một mối đe dọa tiềm tàng vì khả năng va chạm với trái đất trong tương lai xa. Các nhà khoa học đang theo dõi quỹ đạo của nó một cách cẩn thận để dự đoán và ngăn chặn bất kỳ nguy cơ nào. Để nghiên cứu Bennu chi tiết hơn, NASA đã phóng tàu vũ trụ OSIRIS-REx vào năm 2016. Đây là một trong những sứ mệnh quan trọng nhất của NASA, với mục tiêu thu thập mẫu vật từ bề mặt của Bennu và mang chúng về trái đất để phân tích. Hiện tại, con tàu này đang bay quanh tiểu hành tinh, nghiên cứu bề mặt và thu thập mẫu vật để mang về trái đất. Những mẫu vật này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thành phần hóa học và cấu trúc của Bennu, từ đó cung cấp thông tin quý giá về lịch sử của hệ mặt trời và khả năng tồn tại của sự sống ngoài trái đất. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sự chú ý sang 1950 Dea, một tiểu hành tinh gần trái đất khổng lồ, to hơn cả Apophis và Bennu. Mặc dù xác suất va chạm có vẻ rất nhỏ, nhưng chúng ta cần nhớ rằng quỹ đạo của các tiểu hành tinh có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả lực hấp dẫn của các hành tinh và các vật thể khác trong hệ mặt trời. Cuối cùng, chúng ta hãy khám phá Thotis, một tiểu hành tinh gần trái đất, đã được cộng đồng khoa học biết đến và nghiên cứu trong nhiều năm. Mặc dù Thotis đã nhiều lần bay gần trái đất trong những thập kỷ gần đây,
nhưng nó không được coi là mối đe dọa đáng kể đối với hành tinh của chúng ta trong tương lai gần. Khi kết thúc hành trình khám phá những vị khách đến từ vũ trụ này, chúng ta lại được nhắc nhở về vị trí của mình trong vũ trụ rộng lớn và đầy cảm hứng. Vì vậy, hãy tiếp tục khám phá vũ trụ với sự kinh ngạc và tôn kính, luôn tìm kiếm kiến thức và hiểu biết mới.